là Minh Tiến Hiếu, phụ trách chuyên về các sản phẩm và giải pháp của bên Huawei. Mọi người có thể gặp gỡ buổi đầu chia sẻ là gặp mà trao đổi thân thiện hơn, và thứ hai là có những cái hợp tác dễ hơn sau này. Thì em có thể em đã gửi cho anh tên đêm cảm của em thì có cái thông tin gì và cần gì support của Huawei để chi tiết em để tìm hiểu từ cả về vấn đề về kỹ thuật hay là về vấn đề về thầu đủ bài thầu hay là gì đó tình cảm của em về kỹ thuật. Thì Huawei có thể là support được là end-to-end sản phẩm như em nói đây, thì cái của em nói luôn cái trước khi vào thì Huawei có ba phần chính. Thứ nhất là về IP, hệ thống về router, switch, firewall, truyền dẫn. Thứ hai là IT, hệ thống về server, storage, hệ thống cloud computing. Và thứ ba là hệ thống UCNC, gồm hệ thống về IPCC, hệ thống IPBX, IP UCNC. Thì có gần như là tất cả bốn doanh nghiệp cần họ cần gì thì Huawei hoàn toàn đáp ứng được doanh nghiệp. Huawei thành công tốt end-to-end. Đó, thì về dòng sản phẩm thì nói chung là Huawei rộng hơn tất cả các anh. Với Cisco thì em biết Huawei là Cisco còn bây giờ có thể server, như hệ thống storage và hệ thống ảo hóa Cisco toàn không có, Huawei có. Thứ hai, IBM họ rất mạnh về solution, về server, về storage, nhưng mà hoàn toàn hệ thống về router, họ switch, truyền dẫn họ không có. Với tất cả hệ thống về Polycom, Polycom rất mạnh về PC nhưng mà hoàn toàn hệ thống IPC không có. Đâm ra với Huawei thì gấp được end-to-end sản phẩm. Trước khi vào em muốn xem qua một video có được về đây là rất là ngạc nhiên với hệ thống TP thì mọi người có thể contact trực tiếp với nhau. Không chỉ là hình ảnh, nó focus vào cái tập trung vào cái âm thanh của hình ảnh đường. Hello everyone. Everything's ready now. We plan to. Oh, sorry, I disagree. You've not even read my plan. I agree. Yeah, I don't think the plan will work either. Are you agreeing with that? Oh, something must be wrong. Here is the latest plan. Đây không phải có hoàn toàn không thể nhận ra đấy là ngồi trực tiếp với nhau hay là giao hội nhau ngồi với PC hệ thống Teradata và đều cảm tưởng tất cả âm thanh định hướng hình ảnh hướng và cảm tưởng tất cả những buổi của họ. They all see it. Sure. Incredible. Based on new image threads, purpose-built furniture, high-definition video, and spatial sound technology, Huawei telepresence system brings people face-to-face, even if they were 1,000 miles away to each other. Fully interoperable with traditional video conferencing system, the personal video endpoint to experience video system anytime and anywhere. The intelligent touch control panel enables hassle-free teleconference system operation, bringing the ease of use to a new level like never before. High intelligent adaptation to anything more vibrant, network traffic, and communication protocols. Huawei telepresence is able to provide stable and exceptional virtual media experience. The telepresence pro is protected by triple encryption measures, allowing participants to focus on important topics without worrying about security issues. Your work and life are going to be transformed to a new era by Huawei telepresence system with the smartphone, new feature in the green communication technology. Cho em biết hệ thống Teradata ấy thì nó cũng tương đối khác hệ thống PC một chút. Hệ thống Teradata thì nó tập trung vào cái cảm nhận người sử dụng, nghĩa là với hệ thống PC họ chỉ tập trung vào chuyển hình ảnh, còn với hệ thống Teradata họ tập trung vào cái làm sao để cảm tương tác, có nghĩa là khi anh ngồi vào hệ thống Teradata thì không khác gì là khi mình ngồi cùng một phòng họp.
tại nó thiết kế làm sao từ từ cái hình ảnh TV thì là 4 tuần 45 inch để làm sao người trong hình TV thì người mình tương bằng nhau, về tổng thiết kế giữa các cái tường, thiết kế phòng làm sao cho khi chứa đưa lên tổng tele là tất cả nhìn từ một phòng và âm thanh hình ảnh định hướng, có nghĩa là khi anh ngồi mà ngồi ở hướng này và anh có ánh mắt nhìn và giọng nói đều có thể tự tạm cảm nhận được với bên kia, làm sao cho khi hai người ngồi lên tổng tele thì không khác gì là ngồi chung một phòng họ. Đây em sẽ giới thiệu về giải pháp video conference của Huawei. Thì hệ thống Huawei thì có video conference thì anh chỉ có thể thấy rất nhiều là Polycom. Polycom với video conference thì họ rất là nổi tiếng. Và thứ hai là về hệ thống Televisen thì hôm nay thì Cisco là cũng Cisco tương đối là tiếng về Televisen. Thì thực ra Huawei thì nó phát triển và việc hệ thống video conference từ năm 1995 rất là sớm, thể hiện ngay là 17 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống video conference. Và Huawei là một nhà vendor đầu tiên đưa ra giải pháp Televisen rồi là first Televisen là năm 2010. Thì hiện nay thì rất nhiều các nhà vendor khác đưa Televisen, tại vì đúng ra thì thực ra họ chỉ chuẩn thôi, còn khi một nhà vendor đưa ra cái gì đó thì ngay lập tức trong vòng thời gian rất ngắn sau thì các vendor khác hoàn toàn đưa ra, đâm ra công nghệ thì hầu như không có công nghệ nào là chắc chắn là sẽ giữ nguyên cả. Kể cả hệ thống về VRP ấy, của Mexico ấy, là hệ thống đấy thì Huawei cũng có một cái fix là BFP, là hệ thống tập trung cái liên đới nó cũng nhanh, còn nhanh hơn Mexico. Đấy thì đầu ra hiện nay thì em có thể nói không có một hãng nào là có một công nghệ gì gọi là giữ nguyên mãi mãi cả, nó chỉ là ông là ra trước và ra sau thôi. Thì em tự hào thì có thể là Telegram của Huawei ra đầu tiên. Đây thì và đây hệ thống Televisen và hệ thống VGN Televisen là phục vụ lợi tốt như thế nào, thì ngay đầu tiên thì em giới thiệu là hiện nay tất cả các văn phòng của Huawei trên toàn cầu là có hệ thống VC và hệ thống Televisen. Thì hiện nay trên toàn cầu Huawei có là 556 hệ thống video conference và 254 phòng Televisen. Thì chính nhờ hệ thống này thì Huawei đã giảm thiểu rất nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là cái hiệu suất sử dụng là đến 9,8 giờ trong mọi ngày làm việc, có nghĩa là hiệu suất sử dụng rất là cao, nghĩa là do vậy thì Huawei tiết kiệm được chi phí đầu tư rất là lớn về chuyện đi đào tạo rồi di chuyển rồi đi đi training và thứ hai là cái tổng số tính tiết kiệm đó là 34.000 đô về phí di chuyển trong một năm, còn chưa kể về cái rất nhiều phí ngoài ra các phí khác, ví dụ là phí làm việc này. Ví dụ khi ông đi sang bên nước khác, họ thì có thể mất thời gian về di chuyển, thứ do đó thì cũng như bên không làm việc được và có rất nhiều chi phí đó. Thì hệ thống này thực sự là rất là hiệu quả, rất là tốt so với Huawei. Thì Huawei thì có rất nhiều các cái văn bản sáng chế trong lĩnh vực video conference. Thì hiện nay Huawei có là 200 văn bản sáng chế về lĩnh vực video conference và 600 văn bản đang chờ sắp được duyệt về 600 văn bản chế. Do vậy thì Huawei đầu tư tập trung vào cái hệ thống video conference này rất là nhiều. Huawei có rất nhiều đầu tư vào chi phí về R&D, nghiên cứu phát triển về từ VC. Thì thứ nhất là Huawei tập trung vào những cái gì? Thứ nhất là nâng cao là cái tương tác với khách hàng. Thứ hai là dễ sử dụng. Thứ ba là an toàn linh hoạt. Thứ tư là giảm được cái hay này nói tiếng Anh chuyển tiếng Việt hơi khó, không biết. Và thứ cái này em sẽ giới thiệu cụ thể hơn và nó rất là cụ thể về những cái các cái chuẩn mà Huawei đưa ra có thể support được các lợi ích khách hàng. Và thứ tư là cái tiêu chuẩn mở. Huawei thì hoàn toàn Huawei có thể bốc end to end nhưng hoàn toàn sử dụng tiêu chuẩn mở hết. Do vậy thì các hãng khác cũng có thể tương tác Huawei để tạo ra một hệ thống cho khách hàng. Còn khác hẳn với bên một số bên khác thì có các cái tiêu chuẩn riêng của bên họ, nhưng Huawei hoàn toàn sử dụng tiêu chuẩn mở. Thì đây là cái dòng sản phẩm của Huawei. Huawei cung cấp end to end về các cái hệ thống VC là từ các cái hệ thống Televisen đến hệ thống endpoint cùng endpoint tích hợp tất cả chung màn hình rồi là encode cái bộ mã hóa vào chung một sản phẩm camera và
các bộ Android rồi và những cái phần mềm cài trên thiết bị mobile như là iPod hoặc iPhone hoặc là thiết bị cài trên điện thoại Android. Với các dòng sản phẩm về chuyển mạch MCU thì Huawei cũng cung cấp rất nhiều dòng sản phẩm MCU chất linh hoạt, từ dòng sản phẩm MCU rất là nhỏ từ 4 là tích hợp sẵn với Android này có thể được license lên thực sự hỗ trợ 4 điểm MCU, 6 điểm và 12 điểm, 24 điểm, 36 điểm, 48 điểm và thậm chí lên 1024 điểm. Hiện nay thì cái khả năng MCU với support 1024 điểm thì với một MCU hiện nay Huawei lớn nhất. Còn các khác